cá bự rồi anh em ơi. Sao không cho, cho nó sát xuồng hả? À? Ông quay cái thế ông lại cho nó sát xuồng. Ông lên cái xuồng. Để tôi. Để tôi cầm. Chết thằng thằng ơi. Phóng xanh nha anh em ơi. Lên cá nè anh em, cá cha nó nha anh em. Trời ơi, tưởng phóng xanh nữa rồi chứ. Đây si quỳnh câu cá mà chín tôm nha anh em, tôm càng nha. Hôm nay anh em tôi đi ba xuồng nha anh em, trở lại cái làng bè hôm trước nè. Hôm trước có làm cái clip bảo cá cho anh em xem, hôm nay trở lại đánh lại nha anh em. Cái làng bè này hôm trước câu bỏ xuống cá ăn, bỏ xuống cá ăn nha anh em. Không có thời gian nghỉ nha. Anh em theo dõi nha, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Cá ăn nha anh em, cá dĩa nha anh em, đóng nè anh em ơi, dính nè anh em ơi, dính nè. Giải khó mau. Cái con này có. Cá ăn nha nè, cá ăn nha. Chắc anh em ơi, không dính nè anh em ơi.
thằng câu sao thương anh dính ra kìa, giật đi. Ừ. Ở trong này cầm ma thợ gỡ cá cho mình thợ. Không ngủ mà sao xảy cá rồi nghỉ luôn ăn luôn hả? Thả xuống ruộng ăn đi chia mà giờ nghỉ rồi. Cái gì vậy? Hả? Dướng mượn cái vợt. Vô mượn cái vợt coi. Quay vô mượn cái vợt coi. Dừng rồi. Không quay đi. Khoan. Ông đứng anh nhìn cái đi.
Nè nè nè, đây dưới đây, dưới đây, để tôi bắt cho ông coi. Giờ sao ông đi trước đi. Ông quay đi. Ông xuống ăn ông ơi. Rồi, má là hai con luôn. Không xanh luôn rồi anh em ơi. Được không? Mấy ký, mấy ký? Hả? 8 ký gỡ. Lên hàng. Rồi. Nhìn lại coi. Nhìn lại coi. Nhìn con cá đây, con cá đây coi. Rồi. Trùng á hả? Tôi muốn càng muốn càng mà càng trong chứ không khúc trong chứ phải khúc ngoài đâu. Sáng tôi tính là làm như trùng thôi chứ nó càng mấy trăm cái đụng mẹ ông ơi, nó sức mẹ rồi. Con mà trùng nó dính là trùng quấn mình ha. Đúng rồi. Nó ăn đó.
rồi đụng nó ngoài kẹp. Nó ngoài vô kẹp đó. Đó nó kẹp. Đó nó ngoài khúc trong á cho nên đụng mẹ nó mới đi, nó ôm đi dính lên luôn. Ngon tôm. Quá ngon rồi. Đó, buông ra buông ra ra được buông ra. Ê đụng nó nhìn mặt tôi cái coi. Mẹ nó đợi tiếp tục coi. Mẹ nó con à. Hết. Con này 700 g mà. Gỡ bỏ phóng xanh luôn nha. Lên hàng. Lên hàng. Lên hàng. Đó, đó, đó. Cái thứ hai nó bị dây. Rồi, giá lên.